Xin chào mọi Xin người, chào mọi đây mình người. Đây mình đi mua sách các bạn. Chúng ta là đi là xem tình hình sách thế nào thôi. Mình vào chỉnh nhà sửa sách lại cái Lâm này. kiểm tra những cuốn sách tiếng Anh. Ở đây có những quyển của Sovereign Seller nhưng mà những quyển mình cần lắm. Cuốn này thì là fantasy, mình không thấy hứng thú. Haruki Murakami này. Còn không quan tâm lắm. Đây là Stephen King. Không hứng thú lắm. Ở đây mình thì có Dolores Claiborne rồi. À, có The Stranger in the Mirror này. Nhưng mà cuốn này mình không recommend nhé. Dùng mất trí nhớ rồi. Chung là rất dễ đoán twist. Ở đây thì mình không quan tâm từ phần nào hết. Có Lee Radivo Bóng Tờ Sen Trắng, cũng không có nhu cầu mua tiếng Anh này. Lại fantasy thôi. Đây là Agatha Christie, rồi đây là kinh điển, vẫn thế không bị thay đổi lắm. Đây rồi, The Turn of the Key. Ui. Lúc quê cũng là một cuốn khá là ổn, viết phỏng theo cuốn này do Hong Chen Hao với nào. Cuốn này thì mình cái ý định đọc từ lâu rồi, cũng không phải đến mức là mình mua. Thực ra trailer là mình sẽ không có ý định mua. À, cuốn này có phải là phần 2 của Trong Chúng Tôi Có Kẻ Nói Dối. Thôi thì mình không mua lắm vì không chắc là mình sẽ thích, mà đời nói chung là mình bây giờ khá là khó tính ấy. Cuốn này cũng thế, cũng có vẻ nổi này, liên quan đến trí tuệ nhân tạo. In Doubt Out thì là trong rừng sâu thẳm, không recommend đâu nha. Đây thì có Gone A kìa. Gone A thì mình đã đi hết cuốn đấy nên là mình cũng không recommend. Bìa chán quá nhỉ. Ý ở đây không phải bìa xấu mà là thể loại mình cũng chẳng thích lắm. Nào, chuyển sang sách tiếng Việt nào. Có gì mới không? Dòng sông Ly Biệt thì mình để ở trong giỏ của Tiki mãi tháng này rồi, mình vẫn chưa ý định mua. Để lúc nào đấy có tiền thừa thì mua. Không, đành vẫn những cái cuốn đấy thôi, không thế gì mới mẻ lắm. Cuốn mới này nhưng mà mình đọc cái nội dung cũng không hứng thú lắm. Tình sử Kiệt Tác Bất Diệt ấy, bạn Kiệt Tác Văn Chương. Không thích lắm. Đấy, đã đọc nội dung hay không, mình không thích rồi là mình chắc chắn là rất khó để mua với mình. Không gì mới, vẫn là những cuốn ngày đại pháo đài cấm. Tình yêu rồi đấy thôi. Mùi Hương tái bản. Cuốn này thì mình sẽ rất là recommend nên đọc. Khá là kinh. Xem phim một kinh nữa. Bìa là đẹp đấy, nhưng mà mình không mua đâu, mình đã có bản cũ rồi. Mấy cuốn này thì vẫn là thế thôi. Đã chuyện tình cảm lại tái bản tiếp này.
Bìa này trông có không đẹp bằng cái bìa cũ, cái bản cũ ấy. Bản cũ nhãn nào mới nhá. Mình không phải là người sưu tầm sách nên mình không có nhu cầu mua những quyển mới, mà trong khi mình đã có bản cũ rồi, trừ phi cái bản cũ đấy thì rất sự rất là xấu. Agatha à, hình như nó là thơ ấy này. Mình cứ tưởng nó về Agatha Christie. Không có gì. Hòn đá tiến sĩ Moro. Đọc của H.G. Wells. Được. Cuốn này thì vẫn là những cuốn cũ rồi. Đây thì cũng những cuốn này là mới đấy, nhưng mà mình chắc là cũng không không ý định đọc. Cuốn này cũng đã định mua nhưng mà mình lại quá ngại. Đồng hồ xương này hãy nên mua nhé, đọc khá là hay, nó hơi chip, mình nghĩ thế. Cực suy tư. Ở đây thì toàn những sách không thuộc thể loại mình thích lắm. Bá tước Monte Cristo, một trong những cuốn sách yêu thích nhất của mình. Bìa cứng khá là đẹp. Tuy nhiên hình như vẫn là cái bản dịch của Mai Thế Sang, tức là bản dịch cũ đã được lược bỏ. Và mình thấy biết là sẽ có một bản dịch mới hơn, mà hình như nó là 3 tập. Nên là không biết có đủ tiền để mua không đây, nhưng mà mình chắc chắn sẽ phải mua cái bản đấy rồi. Đó là bản đầy đủ. Mình đam mê bản Monte Cristo. Tuyệt vời. Đây là cuốn sách trinh thám, nó cũng không có gì mới lắm, vẫn là những cái cuốn mình biết rồi. Nói lời ra này, nói chung sách của Maxim Sotam thì đọc cũng được đấy. Người vệ tinh bỏ nhá. Hai ba. Một hai ba gì nữa. Tôi đã Rồi. chào rồi. Đây là nhà sách. Đây là rắn nhá. Chuyện gì như vậy. Chị đang huy hoàng với Lâm là cùng một. Cùng một cụ luôn đấy. Nhà luôn đấy. Đi chết cho con không gì mới. Sách tiếng Việt không có gì mới. À có sách ngoài. Vẫn thế thôi. Đây có thêm là mùi xưa, rất là recommend. Vẫn là những cuốn cũ. Bỏ cái chuyện tình thì thật sự buồn nhá. Cũng đọc ngủ. Chẳng thế. Nhạt nhẽo thật sự luôn đi. Thế thì đây là các đầu xe đây. Nó vẫn là các cuốn cũ nhé, nó không được update những cái cuốn mới nhất này. Cảm thấy vẫn chỉ là những cuốn đấy. Nên là các bạn kiểu muốn tìm cái cuốn cũ thì chính là lại ra đi lễ sẽ tìm được thì dễ này. Còn những cuốn mới thì lại khó. Cuốn mới thì phải ra những cái nhà sách lớn à, ở Fahasa và cùng lắm này lên mạng. Rồi, mình đến cái nhà sách Tân Việt, sách mới. Chắc là mới xong rồi. Mình quá lâu rồi, hơn 1 năm rồi. Bây giờ mới ra đình lễ. Có tiếng Anh này đấy. Ở đâu? Mấy tháng trước. Có sách tiếng Anh nhá. Toàn non-fiction. Cuốn này có vẻ hay. Nghệ thuật mạng xã hội. Chip để thành người dùng quyền lực. How to get more follower. Có người theo dõi nhiều hơn. Thực tế những cái này mình có thể đọc ở trên mạng. Và thậm chí các bạn có thể hỏi những người có nhiều lượng follower. Mình thấy như em cá rồi thỏi là rất có kinh nghiệm về cái vấn đề này ấy. Và em ấy cũng rất là thân thiện.
Cuốn này nghe tên cũng hay nhưng mà khi mình đọc cái phần này thì mình thấy nó không hay gì cả. Chỉ nói về việc là một người tinh cử, người suy nghĩ original. Cuốn ballad kia là không hay lắm đâu. Đấy là mình nghe YouTube nói thế đấy. Nhưng mà Nhã Nam cũng sẽ dịch nên là các bạn có thể đón đọc thử xem, nhưng mà mình cũng sẽ không ý định đọc cuốn đấy. Memoriety không có gì mới. Bin Kun này, nếu bạn thích đọc kinh dị thì có thể đọc Bin Kun. Mình chưa đọc Bin Kun bao giờ. Carries for a piece of thì có phim, bạn thì xem phim được. Xem bản này nè, A Bridge to the Sky. Đây là bản tóm lược rồi, không phải bản này được. Mình cứ tưởng bản đầy đủ thì có khi mình lại mua. Chạy thêm các cuốn thương lờ The Fly Channel mình thấy có phim nhưng mình chưa xem phim. New Game mình Harley Quinn Attack Mr. Park kìa. Let's Break a Man Chain Chavin Mansfield Big Little Lies. Xem phim khá hay. Tại chỗ nào như vậy? Surprise me, mình chưa đọc cuốn Surprise Me đấy. Nhìn như cuốn thì đẹp đấy, nhưng mà khiến mình cần phải đọc nó, cần phải mua để đọc ấy. Chứ một cuốn nào như vậy, kinh dị. Cái series này hay đấy. The Bear and the Nightingale của Catherine Arden. Đấy, Bear and Nightingale. Và thế là đã kết thúc chuyến đi gia đình lễ của mình. Và kết luận là mình không mua, không thấy là có thể mua được một cuốn gì. Thực ra mình đã, bởi vì lúc này khi mà mình, như các bạn nhớ lần trước, cái video trước, cái clip trước của mình là cái clip mà mình cũng đi mua sách trước ấy, thì mình còn lúc đấy là chọn ra được cả một chồng sách, mấy quyển sách là định để mua đúng không, nhưng sau cuối cùng mình đã không mua được quyển nào cả. Thực ra là bởi vì lúc đấy mình cũng không không được dư giả về tiền mặt cho lắm, đấy còn đang đi học chưa đi làm. Còn bây giờ thì đã đi làm rồi nên ít nhất cũng có tiền là đấy để mua ấy. Nhưng đáng tiếc là mình không thấy có quyển nào mình muốn mua cả. Và thực sự thất vọng hơn đó là cái số sách mới ra nó rất là ít, hoặc có thể là có nhưng mình không nhìn thấy. Nhưng mà ý là mình thấy nó rất là hạn chế, cảm giác sách nó, ý ý là những cái quyển mình muốn ý là không không ạ, kiểu những cái thể loại mình thích ý, mình nhìn và mình không thấy có một cái cuốn nào là mình muốn mua ý. Kiểu cảm giác nó rất là hạn chế về đầu sách. Nên chủ yếu là mình muốn xem ở cái sách ngoại văn là có gì mới không, thì thấy công nhận có những sách mới đây nhưng mà nó cũng vẫn chưa có những cái mà mình muốn mua cho lắm. Thế nên cuối cùng thì cũng tay không. Và có thể thấy là mua trên mạng nó vừa rẻ vừa không phải đi và nó nhiều sách. Ý là tìm sách gì cũng có thể tìm được ấy, nó không bị thiếu ý. Kiểu không phải là tìm để tìm được, mà ý mình ở đây là nó cảm giác nó đa dạng về đầu sách hơn, nhiều cuốn hơn, để nhiều cuốn để chọn hơn ấy. Trong khi đó nhà sách thì đang đã ra phải cũng phải như thế, nhưng mà mình thấy là có vẻ nó không được như thế cho lắm, nó không được nhiều sách như vậy nhưng mà ý mình mong muốn. Và đương nhiên là mình vẫn rất thích là đi mua sách ở cửa hàng ấy, nhưng mà kiểu
cảm thấy nó ít xích quá. Thả đi mỗi nhã nam ấy, đi mỗi nhà sách nhã nam thì ít nhất mình còn muốn mua sách nào đấy luôn. Và mình vẫn thích cái không khí ở trong cái nhà sách nhã nam này hơn. Có thể lúc nào đấy mình sẽ lại làm clip đi nhà sách nhã nam chẳng hạn. Nhưng mà thế thì nó sẽ rất ngắn ấy. Nhưng chắc là ít nhất còn có thể mua được cuốn gì đó. Thì hẹn gặp lại bạn trong các video sau. Tạm biệt.